Bí ẩn đáng kinh ngạc ẩn giấu trong ngôi nhà của Đại tướng Phan Văn Giang. Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Khe Sáng, nơi cung cấp những thông tin bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Kính thưa quý vị, sau khi chứng kiến sự đơn giản của ngôi nhà công vụ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân bắt đầu cảm thấy hứng thú với những ngôi nhà của các lãnh đạo khác và đặt ra câu hỏi, có phải họ cũng sống trong những ngôi nhà khiêm tốn hay là trong những biệt thự lộng lẫy? Việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này không hề đơn giản, bởi các cán bộ cấp cao ở Việt Nam thường giữ kín đời tư của mình, bao gồm cả thông tin về nơi ở của họ. Tuy nhiên, trong bộ chính trị hiện tại, có một cán bộ khá đặc biệt, đó chính là Đại tướng Phan Văn Giang, người đã công khai thông tin về nơi cư trú của mình. Vậy ngôi nhà của Đại tướng Phan Văn Giang nằm ở đâu? Liệu có điều gì đặc biệt ẩn chứa bên trong không? Điều đặc biệt về ngôi nhà của Đại tướng Phan Văn Giang không nằm ở nội thất hay thiết kế, mà nằm ở địa chỉ của nó. Ngôi nhà của ông tọa lạc tại số 2291, đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một điều khá bất ngờ, vì các cán bộ cấp cao ở Việt Nam thường chọn sống trong nội thành Hà Nội để có điều kiện sinh sống tốt nhất. Thế nhưng, Đại tướng Phan Văn Giang lại chọn sống tại một tỉnh ngoại thành như Thái Nguyên để làm nơi cư trú cho mình và gia đình. Lý do cho sự lựa chọn này có thể là vì sự giản dị và liêm chính của ông. Ông không muốn nhà nước phải chi thêm một căn nhà công vụ để phục vụ nhu cầu sinh sống của mình. Đồng thời, việc sống ở một tỉnh ngoại thành như Thái Nguyên cũng giúp ông gần gũi với người dân hơn, từ đó hiểu và thông cảm hơn với cuộc sống vất vả của họ. Qua đó, có thể khẳng định rằng Đại tướng Phan Văn Giang là một lãnh đạo hiếm hoi của đất nước, mang đến hình ảnh của sự giản dị và gắn bó chân thành với cộng đồng. Ngôi nhà của Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ là nơi ông sinh sống, mà còn là một biểu tượng của sự giản dị và tôn trọng đối với công việc và nhân dân. Sự lựa chọn sống ở Thái Nguyên thay vì Hà Nội không chỉ phản ánh phẩm cách cá nhân của ông, mà còn tạo ra một hình mẫu về cách lãnh đạo cần phải gần gũi với người dân, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động thực tế. Quyết định này cho thấy Đại tướng Phan Văn Giang coi trọng sự tiết kiệm và không muốn làm gánh nặng cho nhà nước. Điều này không chỉ tạo dựng lòng tin và sự kính trọng từ người dân, mà còn đặt ra một tiêu chuẩn về sự khiêm nhường và trách nhiệm của những người đứng đầu. Khi ông vừa có đức, vừa có tài, có lẽ trong bộ chính trị hiện nay, khó có một vị lãnh đạo nào được lòng dân yêu mến như Đại tướng Phan Văn Giang. Điều này đã được thể hiện rõ trong các cuộc khảo sát về độ tín nhiệm của nhân dân đối với các lãnh đạo nhà nước, khi ông Giang luôn đứng ở vị trí cao nhất. Chính sự yêu quý này đã khiến nhiều người bắt đầu hy vọng vào khả năng Đại tướng Phan Văn Giang có thể kế nhiệm vị trí Tổng Bí thư trong tương lai. Theo tìm hiểu của Khe Sáng, khả năng Đại tướng Phan Văn Giang trở thành Tổng Bí thư trong tương lai là điều hoàn toàn khả thi. Ông hội tụ đầy đủ phẩm chất và năng lực cần thiết của một vị Tổng Bí thư. Điều này đã được chứng minh qua quá trình công tác của ông, đặc biệt là trong vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông đã có nhiều quyết sách quan trọng nhằm phát triển Bộ Quốc phòng, như các chính sách nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực cho cơ quan này. Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang còn nổi bật với công cuộc phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Vào sáng ngày 6 tháng 6 năm 2024, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2023 và ý kiến của các đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang đã đánh giá cao các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Ông yêu cầu các cơ quan
Đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các công việc theo kế hoạch năm 2024, hoàn thiện thể chế, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm soát tài sản. Đại tướng cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng cơ chế kiểm soát tài sản, giám sát và khắc phục những sơ hở trong cơ chế chính sách. Đại tướng Phan Văn Giang, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1960 tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông không chỉ nổi bật với tài năng và phẩm đức cá nhân, mà còn với sự quyết tâm và hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng và quản lý bộ máy nhà nước. Điều này càng làm tăng thêm hy vọng về khả năng ông sẽ đảm nhận vị trí Tổng Bí thư trong tương lai. Về học vấn, Đại tướng Phan Văn Giang đã có một quá trình học tập và đào tạo đáng chú ý. Từ năm 1983, ông bắt đầu học tại Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Tăng, nay là Trường Đại học Sĩ quan Tăng Thiết Giáp. Tại đây, ông không chỉ được đào tạo về chỉ huy kỹ thuật tăng thiết giáp, mà còn về hậu cần và lục quân. Ông cũng được đào tạo để trở thành sĩ quan chỉ huy cấp chiến dịch và chiến lược tại Học viện Quốc phòng, nơi ông đã nhận bằng tiến sĩ khoa học quân sự. Ông thông thạo tiếng Anh, điều này giúp ông tiếp cận kiến thức và thông tin quốc tế dễ dàng hơn. Đại tướng Phan Văn Giang bắt đầu cuộc đời binh nghiệp vào tháng 8 năm 1978 khi nhập ngũ. Ông là chiến sĩ thông tin thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn 677, sư đoàn 346. Khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ vào tháng 2 năm 1979, ông đã chiến đấu ở cao điểm 8-9-3, bản P thuộc xã Cao Trương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Ngày 20 tháng 11 năm 1979, ông được cấp trên cho đi ôn văn hóa và thi vào trường sĩ quan tăng thiết giáp. Vào tháng 8 năm 1980, ông được gọi vào trường cao đẳng tăng thiết giáp, nhưng chưa kịp học thì lại được chuyển sang trường sĩ quan tăng thiết giáp. Ngày 4 tháng 12 năm 1982, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10 năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu và Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 9 năm 2012, ông được thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng. Tháng 3 năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu 1 và là Ủy viên Quân ủy Trung ương. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 12 tháng 1 năm 2016, theo quyết định số 625 KDTTG của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Phan Văn Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định số 955 tháng QDCN bổ nhiệm ông Phan Văn Giang giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 30 tháng 7 năm 2017, ông được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vào ngày 30 tháng 1 năm 2021, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Ngày 8 tháng 2 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội Việt Nam khóa 14, ông được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhiệt liệt chúc mừng Đại tướng, khẳng định đây là niềm vui và vinh dự lớn cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân, gia đình và quê hương ông. Đại tướng Phan Văn Giang được ghi nhận là cán bộ được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị công tác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 114-338 Tha Kyrataga bổ nhiệm ông Phan Văn Giang làm Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trưởng tiểu ban an sinh xã hội. Với sự nghiệp quân ngũ dài và thành công, Đại tướng Phan Văn Giang đã thể hiện sự lãnh đạo kiên quyết và hiệu quả, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh và đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong thời kỳ mới. Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng việc thăng quân hàm cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng lần này không chỉ thể hiện sự quan tâm và tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương đối với Đại tướng Phan Văn Giang, mà còn ghi nhận những đóng góp to lớn của ông trong sự nghiệp xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong giai đoạn cách mạng mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân những nhiệm vụ rất nặng nề. Quân đội Nhân dân Việt Nam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước và sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ. Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ Quân đội, Bộ Quốc phòng và cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Chủ tịch nước yêu cầu toàn quân nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt mục tiêu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để từ năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đảm bảo chất lượng và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chủ tịch nước cho rằng việc thăng quân hàm cho Đại tướng Phan Văn Giang là vinh dự lớn lao, nhưng cũng kèm theo trách nhiệm nặng nề. Ông mong muốn Đại tướng không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Đại tướng cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, nhất là về tư duy chiến lược, chủ động và nhạy bén nắm bắt tình hình, cùng Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp để xử lý đúng đắn mọi tình huống quân sự, quốc phòng, bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Chủ tịch nước tin tưởng Đại tướng Phan Văn Giang sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao nhờ sự đoàn kết, thống nhất của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự ủng hộ của các ban ngành địa phương và sự tin tưởng, yêu mến của cán bộ, chiến sĩ, toàn quân. Đại tướng Phan Văn Giang cũng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban bộ ngành địa phương và cá nhân đã tin tưởng và ủng hộ ông trong suốt quá trình công tác. Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng, việc thăng quân hàm Đại tướng không chỉ là niềm vinh dự và tự hào của cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang, mà còn là niềm tự hào chung của cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Đây là sự khẳng định của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của Đại tướng, đồng thời thể hiện sự tin tưởng sâu sắc vào khả năng lãnh đạo và công tác của ông. Đại tướng Phan Văn Giang cam kết tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Ông hứa sẽ gương mẫu về phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội, đồng thời luôn khiêm tốn, giản dị, gần gũi và gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đại tướng khẳng định sẽ tiếp tục đề cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và củng cố đoàn kết thống nhất nội bộ. Ông cùng với tập thể Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng sẽ quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 khóa sai về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội SNAI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ C. Ông cam kết chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách để xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đại tướng cũng nhấn mạnh việc xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và nâng cao sức mạnh quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đại tướng Phan Văn Giang cũng khẳng định sự quyết tâm trong việc thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy và yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Ông nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, cùng với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không phụ sự kỳ vọng của Đảng, nhà nước và nhân dân. Với tinh thần gương mẫu và nỗ lực không ngừng, Đại tướng Phan Văn Giang đã và đang đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng và phát triển của đất nước. Ông là một cán bộ vừa có tâm, vừa có tài, với quyết tâm nâng tầm quân đội nhân dân Việt Nam lên một tầm cao mới. Ngày 19 tháng 6 năm 2024, ông đã trình Quốc hội những điều luật quan trọng nhằm nâng cấp chất lượng quốc phòng Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Chiều ngày 19 tháng 6 năm 2024, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7, Đại tướng Phan Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật phòng không nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng và ban hành luật phòng không nhân dân để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự và quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới. Ông cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Theo Đại tướng, phòng không nhân dân là một bộ phận quan trọng của nền quốc phòng toàn dân, được đặt dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương. Ông khẳng định rằng hoạt động tác chiến phòng không nhân dân là nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, đã được vận dụng hiệu quả trong cuộc chiến giải phóng dân tộc. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, việc phòng chống các cuộc tấn công đường không trở thành yếu tố quyết định thành bại trên chiến trường. Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng lực lượng phòng không nhân dân để củng cố nền quốc phòng toàn dân, mà đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên không. Ông chỉ ra rằng hiện nay tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ đang ngày càng trở nên quan trọng và có thể đe dọa đến quốc phòng và an ninh quốc gia. Luật phòng không nhân dân được xây dựng gồm 8 chương với 54 điều, bao gồm các quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động phòng không nhân dân, chính sách của nhà nước, nhiệm vụ và trọng điểm của phòng không nhân dân, cũng như các hành vi bị nghiêm cấm. Đặc biệt, dự luật còn quy định một chương riêng về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ. Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, yêu cầu toàn quân nắm vững và quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, đồng thời đánh giá và dự báo đúng tình hình để không bị động bất ngờ. Ngày 16 tháng 1 năm 2023, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tiếp tục triển khai các chính sách và công tác quốc phòng quan trọng. Tháng 1 năm 2023, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham dự hội nghị cùng Đại tướng Phan Văn Giang. Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo về việc duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa và không gian mạng. Họ cũng tập trung vào việc bảo đảm thông tin liên lạc và cơ yếu, xử lý kịp thời các tình huống và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa C về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đảm bảo tiến độ và chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động thực hiện nghị quyết về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Lãnh đạo cũng chỉ đạo tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới, tổ chức kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và thăm hỏi cán bộ chiến sĩ tại các đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, như sản xuất áo giáp cá nhân nhẹ hơn so với trước đây. Trong phần thảo luận, các đại biểu đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của thiết bị bay không người lái, UAV.
Đại tướng cho biết công nghệ UAV đã phát triển đáng kể, hiện nay có khả năng bay đến hàng ngàn km và điều chỉnh nhiệm vụ ngay tại chỗ mà không còn phụ thuộc vào hệ thống GPS. Ông cho rằng việc chế tạo các sản phẩm UAV có tính rủi ro cao và cần có quỹ công nghiệp quốc phòng an ninh để hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ cấp bách và nghiên cứu phát triển sản phẩm. Đại tướng Phan Văn Giang cũng cho biết, sau ngày 24 tháng 2 năm 2022, nghiên cứu giáp phản ứng nổ cho xe quân sự không còn hiệu quả như trước do những hạn chế về khả năng di chuyển. Ông nhấn mạnh rằng, nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác định công nghiệp quốc phòng là ngành đặc thù cần được xây dựng và phát triển theo cơ chế đặc thù. Cần phải có sự hỗ trợ về cơ chế chính sách đặc thù đối với hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cuối cùng, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự lực, tự cường trong công nghiệp quốc phòng, với mục tiêu làm cho công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, và yêu cầu có cơ chế bảo vệ quyền tác giả và sở hữu trí tuệ để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.